Thông báo nhanh số 117 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2021 đến 18 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2021, ghi nhận 37 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 15 ca, trong đó 14 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trong đó 5 ca tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũ. 1 ca tại Bệnh viện Dũng Tàu, 3 ca tại trường tiểu học Phước An, 1 ca tại trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt và 4 ca tại trường tiểu học Võ Nguyên Giáp. 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là nhân viên phòng khám Medic. Quỳ Long Điền ghi nhận 19 ca, trong đó 10 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, trong đó 2 ca tại trường tiểu học Chu Văn An, 8 ca tại trung đoàn Minh Đạm. 9 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa tại thị trấn Long Hải, Quyện Sư Mộc ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung tại trường Trung học Phổ thông Hòa Hội. 1 ca ghi nhận ngoài cộng đồng là tình nguyện viên hỗ trợ y tế nhập số liệu, phát hiện tại Trung tâm Y tế huyện Sư Mộc. Thị xã Phú Mỹ ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng, phát hiện tại chốt quốc lộ 51. Số lượng ca mắc mới ghi nhận tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 2.587 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 119 ca đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung 1.890 trường hợp, tăng mới vào 67, giảm hoàn thành cách ly 91. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, số ca mắc trong cộng đồng đã giảm. Hầu hết các ca nhiễm mới ghi nhận trong khu cách ly tập trung và khu vực phong tỏa, nhưng dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Do đó, trong 8 ngày tới, chính là khoảng thời gian quyết định Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương cần tận dụng thời gian vàng để thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch. Cụ thể, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tỉnh trên đường bộ và từ đường biển, nhất là tại các cảng cá, tại các địa phương như huyện Long Điền, huyện Sương Mộc, thành phố Vũng Tàu. Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chỉ thị số 16 trong và ngoài cơ sở cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và đến từng khu phố, ngõ hẻm với tinh thần ai ở đâu ở đấy Cùng với đó, việc lấy mẫu xét nghiệm phải triệt để, không bỏ sót bất cứ mối nguy cơ nào. Việc khoanh dùng cũng phải thực hiện nhanh hơn, giới diện rộng hơn. Truy vết phải được làm đến cùng, tránh bỏ sót F1. Đồng thời, phải làm rõ nguyên nhân phát sinh lây nhiễm để có giải pháp xử lý triệt để, tránh lây lan trong và ngoài khu vực. Đồng thời, có chế độ chăm lo, quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất công an việc làm do dịch bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong lúc này, để dịch bệnh được khống chế, kiểm soát hoàn toàn, Ban chỉ đạo tỉnh kêu gọi tất cả người dân cần tiếp tục cùng chung tay góp sức, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuân thủ nghiêm chỉ thị 16, thông điệp 5K, quy định của khu cách ly, khu phong tỏa, tăng cường giãn cách giữa người với người, giữa nhà với nhà và tham gia tiêm chủng vaccine khi đến lượt. Cùng đấu tranh chống lại những hành vi thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch mà tỉnh đang triển khai với sự nỗ lực của toàn dân sự chuyên nghiệp và đúng hướng trong công tác phòng chống dịch của các cấp chính quyền bà rịa vũng tàu sẽ khống chế được dịch bệnh sau khi hết thời gian giãn cách